Vâng, kính thưa quý vị, ông bà ta có câu con cái luôn luôn là một tài sản vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta như bậc làm cha và làm mẹ. Thì cách đây một năm, vợ chồng của Kiên và Trúc cũng như ông bà nội ngoại hai bên đã vỡ hòa trong niềm hạnh phúc vô bờ bến khi mà vợ chồng Kiên, Trúc và gia đình được chào đón thêm một thành viên nữa ra đời. Vâng, tiếng khóc của Như Ý là sự kết tinh tình yêu của vợ chồng Kiên, Trúc dành cho nhau trong suốt khoảng thời gian quen biết và đi đến hôn nhân, cũng như tiếng khóc của Như Ý là một niềm động lực vô cùng to lớn để thúc đẩy cho vợ chồng em cố gắng hơn nữa trong công việc, và là một niềm hạnh phúc vô bờ bến của ông bà nội ngoại hai bên khi được chào đón thêm một thành viên nữa ra đời. Vâng, thì ngày hôm nay không để cho tất cả quý vị chờ đợi lâu nữa, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón gia đình nhỏ hạnh phúc to. Vâng, ba Kiên mẹ Trúc sẽ bế công chúa Như Ý lên sân khấu ra mắt đến tất cả quý vị, ông bà nội ngoại hai bên. Xin mời gia đình của Như Ý ạ. Vâng, kính thưa cùng toàn thể quý vị, ngày hôm nay đây mà Cẩm Nhung được đứng trên sân khấu này hầu chuyện đến tất cả quý vị cũng như dẫn chương trình cho bữa tiệc thôi nôi của Như Ý là một niềm vinh dự cho Cẩm Nhung nói riêng và tất cả ekip ban nhạc Quỳnh Hương nói chung. Thì được sự đồng ý và cho phép từ phía em Kiên, đó là ba của Như Ý, xin cho phép Cẩm Nhung được gửi ngàn lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến tất cả quý ông bà, cô chú, nội ngoại hai bên, những bạn bè thân hữu đã nhín chút thời gian quý báu vàng ngọc của mình để đến đây mừng cho công chúa Như Ý tròn 1 tuổi. Thì trong quá trình tiếp đón có điều chi sơ sót, kính mong tất cả ông bà, cô chú, anh chị thương tình mà bỏ qua cho. Nhân đây xin được chúc cho Như Ý sẽ mau ăn chóng lớn, tròn trịa, trắng trẻo, dễ thương, dễ nuôi, dễ dạy, và gia đình sẽ luôn luôn đầy ắp tiếng cười. Riêng Kiên và Trúc sẽ mãi mãi bên nhau trọn đời hạnh phúc, sang năm kiếm thêm quý tử con trai nữa là đầy đủ, có nếp có tẻ nha anh Bảy ơi. Bữa nay thật sự là một ngẫu duyên vô cùng to lớn mà khi Cẩm Nhung được dẫn chương trình cho gia đình của anh Bảy, là một gia đình rất là kính yêu của Cẩm Nhung, mà mấy chục năm về trước anh Bảy luôn luôn lúc nào cũng thương yêu Cẩm Nhung mà gọi là bé xí á. Cảm ơn anh Bảy thật là nhiều, và một lần nữa chúc gia đình của mình được một bữa tiệc ngon miệng, không say không về. Bây giờ thì mời vợ chồng của Kim Trúc sẽ cùng thổi nến để đánh dấu cột mốc chiếc bánh kem đầu đời của công chúa Như Ý nha. Bây giờ thì sẽ trao trả
lời cho ekip ban nhạc Quỳnh Hương và mến chào tất cả giọng hát giao lưu từ phía quý vị tham gia chương trình ngày hôm nay. Bé ơi, chắc có lẽ là không có quên chị đúng không? Cho chị ly bia bé. Trời ơi, thèm bia quá rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.